Đúng vào dịp cuộc xung đột đẫm máu tại Gaza bước sang tháng thứ 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất cuộc chiến, đã kêu gọi lập liên minh các quốc gia Hồi giáo để đối phó với Israel. Lời kêu gọi một lần nữa đã khiến cho mối quan hệ giữa hai quốc gia, cùng là đồng minh thân thiết của Mỹ tại Trung Đông, trở nên căng thẳng hơn. Lời kêu gọi được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra trong sự kiện được tổ chức tại một hội trường Hồi giáo gần thành phố Istanbul hôm qua, đúng vào ngày cuộc chiến tại giải Gaza bước sang tháng thứ 12 và đã cướp đi sinh mạng của gần 41.000 người Palestine, chủ yếu là dân thường. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định biện pháp duy nhất có thể ngăn chặn mối đe dọa bành trướng từ Israel là thành lập một liên minh các nước Hồi giáo. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, việc Thổ Nhĩ Kỳ gần đây thúc đẩy cải thiện quan hệ với hai nước Ai Cập và Syria là nhằm mục tiêu thành lập một mặt trận đoàn kết chống lại mối đe dọa bành trướng đang ngày càng gia tăng từ Israel. Theo truyền thông Israel, trong tuyên bố trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đã sử dụng cụm từ quốc gia khủng bố để lên án cuộc chiến kéo dài 11 tháng qua của Israel vào giải Gaza, khiến gần 150.000 người thương vong, phần lớn là dân thường. Trong phản ứng chính thức đầu tiên với lời kêu gọi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Israel cho rằng ông Erdogan mới là mối đe dọa thực sự với khu vực Trung Đông và chính người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Israel nêu rõ việc ông Erdogan cáo buộc Israel muốn thống trị các quốc gia Trung Đông là một sự kích động nguy hiểm. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia phản đối và lên án gay gắt nhất chiến dịch tấn công tổng lực của Israel vào giải Gaza từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 để đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Hamas vào miền nam Israel trong sáng cùng ngày, khiến gần 1.200 người chết và 251 người bị bắt làm con tin. Hãng thông tấn của chính quyền Palestine hôm qua mùng 7 tháng 9 đưa tin, ít nhất 13 người Palestine đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương do các cuộc không kích của Israel tại Gaza. Trong khi đó, trẻ em Palestine ở Gaza hiện đang bước vào năm học thứ hai mà không có cơ hội được đến trường. Hãng thông tấn chính thức của Palestine cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng do cuộc không kích của Israel tại một trường học ở Jabalia, miền bắc Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố họ đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào những kẻ khủng bố tại trường học Halima Ansaria ở phía bắc Gaza. Trong một vụ việc riêng biệt, 5 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở trại tị nạn miền trung Gaza. Cuộc xung đột Israel-Hamas cho đến nay đã khiến hơn 1.200 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, số người Palestine thiệt mạng tại Gaza là hơn 40.939 người và 94.616 người khác bị thương. Đầu tháng 9 cũng là thời điểm nhập trường của trẻ em tại Gaza, nhưng hầu hết trẻ em tại đây phải bận rộn giúp đỡ gia đình trong các cuộc chiến đấu hàng ngày để sinh tồn. Khoảng 625.000 trẻ em trong độ tuổi đi học ở Gaza đã bỏ lỡ gần một năm học. Các trường học đóng cửa sau khi Israel phát động cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ này để trả đũa cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Một số cơ quan nhân đạo quốc tế cảnh báo việc tiếp tục không được đến trường gây ra thiệt hại lâu dài cho trẻ em ở Gaza. Trẻ em nhỏ tuổi bị ảnh hưởng về mặt nhận thức, xã hội và phát triển cảm xúc, còn trẻ em lớn tuổi có nguy cơ cao phải sớm tham gia lao động. Sự tàn phá tại Gaza cũng khiến nguy cơ lan tràn dịch bệnh, trong đó trẻ em là đối tượng có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh bại liệt cho trẻ em tại Gaza. Chiến dịch sẽ được tiếp tục tại miền Bắc Gaza vào hôm nay, sau khi đã hoàn thành việc tiêm chủng tại miền Trung và miền Nam của giải đất này. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết, đợt tiêm chủng phòng bệnh bại liệt lần thứ hai sẽ được tiến hành sau đợt tiêm chủng đầu tiên khoảng một tháng. Tối qua ngày 7 tháng 9, chiến dịch biểu tình quần chúng chưa từng có trong lịch sử Israel đã được tổ chức tại Tel Aviv và nhiều thành phố lớn khác nhau để kêu gọi chính phủ lập tức tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas. Các nhà tổ chức chiến dịch khẳng định cuộc biểu tình tại Tel Aviv
có khoảng 500.000 người tham gia, là hoạt động biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất từ trước đến nay tại Israel. Những người biểu tình tiếp tục mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu kêu gọi chính phủ lập tức tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas để giải cứu các con tin. Đây là chiến dịch biểu tình vào cuối tuần lớn thứ hai liên tiếp được gia đình các con tin và nhiều lực lượng chính trị xã hội tại Israel tổ chức để gây sức ép buộc chính phủ và Thủ tướng Netanyahu phải tiến tới thỏa thuận trao đổi các con tin với Hamas. Trước đó, vào đêm Chủ nhật vừa qua, khoảng 300.000 người cũng đã xuống đường biểu tình. Cuộc biểu tình được tổ chức chỉ ít giờ sau khi quân đội Israel thông báo tìm thấy thi thể của 6 con tin tại một đường hầm ở dải Gaza. Các con tin được cho là bị sát hại chỉ ít đó vài ngày. Điều này đã khiến dân chúng phẫn nộ về sự chậm trễ của chính phủ trong việc tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin. Trong khi đó, nhiều lãnh đạo đối lập và gia đình các con tin cáo buộc Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm về cái chết của các con tin, vì đã cố tình né tránh tiến tới thỏa thuận để phục vụ các toan tính chính trị cá nhân. Cùng với biểu tình quần chúng, hoạt động đình công bắt đầu từ hồi đầu tuần với nhiều thông điệp và mục tiêu cũng đang tiếp tục được diễn ra tại nhiều trường học, nhà máy, công sở ở Israel. Tính đến ngày 7 tháng 9, xung đột giữa phong trào Hamas và Israel tại dải Gaza đã bước sang tháng thứ 12. Hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy giao tranh sẽ sớm chấm dứt tại vùng lãnh thổ ven địa Trung Hải này. Dường như khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn hoặc khả năng Hamas sẽ thả các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine bị Tel Aviv bắt giữ khá mong manh khi cả hai bên đều giữ vững lập trường của mình. Hiện Hamas đang yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, nhưng Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố quân đội nước này phải ở lại một giải đất quan trọng dọc biên giới Gaza-Ai Cập. Mỹ, Qatar và Ai Cập đều đã làm trung gian trong nỗ lực để Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Cuộc xung đột kéo dài dai dẳng đã khiến ít nhất hơn 40.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 90.000 người bị thương. Trong khi đó, tại Israel, hơn 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Cùng ngày, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ và Giám đốc Cơ quan Tình báo Anh cho biết họ đang làm việc không ngừng nghỉ, sử dụng một tuyên bố chung hiếm hoi để thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza.